Nước hồ xuất hiện màu xanh đục, trên mặt nước nổi bọt màu trắng. Khi dùng que khuấy lên, nước đặc quánh như sơn và có mùi tanh, hôi thối nồng nặc. Hiện tại thì nước lòng hồ nó dâng lên đó. Dâng lên trong thấy mình đi ngang qua cái cầu đó nhìn xuống thấy nước nó trong như cái mỏ sơn đi đó. Đen đen rồi nó ra nước bọt thì nó quanh quanh cái bờ đó. Mấy năm trước thì nó không bị như thế này, năm này thì nó bị thì chưa chắc được mình là cái ô nhiễm ở đâu, nguồn từ đâu đâu cũng chưa nắm được. Thì nó ô nhiễm thế này thì đương nhiên nó phải sợ rồi. Thứ nhất thì dùng nước hồ thì nó sát cái thôn làng đúng không, rồi bảy đứa nhỏ là cũng qua hai cũng tháng xuống tắm rồi gì đó. Thứ hai là bà con đánh bắt cá này nó cũng tiếp xúc được. Nó hồ mình nên không hết lời nói chung được, cũng sợ lỡ nó bị ô nhiễm rồi nó không được sức khỏe của bà con. Nhiều hộ dân không dám sử dụng nguồn nước này để cấy lúa, tưới tiêu hoa màu. Người dân nơi đây đang mong lực lượng chức năng sớm xuống kiểm tra và có biện pháp xử lý tình trạng ô nhiễm trầm trọng của hồ thủy điện Gia Ly.